Chào tất cả các bác nhé. Thì em đã quay cho các bác xem tổng thể cái máy hàn xe của em. Thì em đã cho các bác xem bên trong này. Bây giờ thì nó đã khô hết rồi các bác. Em phun sơn. Sơn rẻ tiền, ba mấy nghìn một hộp ấy. Sơn màu nhũ, em có phun lại nhìn trông cho nó đẹp. Đấy, như em chỉ lúc em nói với các bác là cái bộ này em chế thôi. Thì em cho nó hết vào trong này nhé. Kích thước thì do nó to hơn cả dây các thứ đâm ra nó lồi ra, mà dây em đi dây to nhé nên nó lồi ra này. Thì theo như như ban đầu thì em có nói là cái đây là cái bộ điều khiển, đây là thời gian này các bác này. Thời gian thì tương ứng với xanh, em chế em cắt hết cái này rồi, chế hết lên mặt mặt nổi luôn nhé, mặt nổi luôn. Thì cái nút nút này để vận thăng chỉnh thời gian này, thông thường thì tùy theo cái biến áp trong này mà ta có thể điều chỉnh thời gian làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như là với cái máy yếu thì mình chỉnh cái thời gian nó tăng lên một tí, còn với những cái máy khỏe mình chỉnh thời gian tăng thì nó sẽ cháy 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 kẽm hàn ấy. Đây là cháy mấy cái kẽm này, nhìn trong cái vết nó không đẹp. Đấy. Thì như cái máy nếu mà cuốn ở cái biến áp 900E, với cái biến áp 900E mà các bác cuốn dây 50 mà cái điểm mà bắt đầu từ điểm ra chỉ cần tầm 3 đến 40 phân như thế này. Đấy, với cái loại này thì như này thôi, nhưng với những cái máy mà có cái cân lực bằng thủy bằng bằng giống như bằng bằng điều khiển bằng hơi hoặc điều khiển bằng 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 trục Z ấy. Thì cái này thiết kế cái này nó ngắn hơn, làm sao mà thiết kế cho nó phù hợp, nó đẹp ấy bạn, thiết kế cái dây này làm sao cho nó phù hợp. Và thì cái thời gian với loại này thì cái thời gian nó sẽ ngắn lại nhé. Dòng lớn thì thời gian nó sẽ ngắn lại, như em này em sẽ đặt cho 0,1 này, còn cái này là chỉnh dòng này. Đấy, dòng này là dòng mắc đi qua cái con BTA nhé, bạn nhé. Đi qua con BTA của BTA 100 của cái mạch điều khiển này. Đấy. Nó là điều khiển cái chân G, đóng đóng nhiều hay đóng ít là điều khiển cái chân G, chân G đấy. Cái này là đang điều khiển chân G đấy. Cho đi qua nhiều đi qua ít. Đấy. Chỉ dòng này thì lại phụ thuộc cũng phụ thuộc theo cái máy của các bác. Máy yếu thì chúng ta chỉnh cho nó tăng lên. Còn máy khỏe thì chúng ta giảm xuống làm sao cho nó phù hợp. Như em thì tầm 90 là đẹp, trước em chạy là 80. Do em chỉnh sửa thiết kế linh tinh thì nó bây giờ em chỉnh chạy được khoảng chạy tầm 90 thôi. Dòng 90 là đi hàn cực kỳ đẹp rồi nhé. Đấy, còn tay hàn cân lực thì cái tay này thật ra các bác sử dụng cũng phải để ý, bởi vì là nó không thực sự chính xác đâu. Mình chỉnh như này còn do cái tay mình, ví dụ cái bên 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 đằng này thì mình ấn mạnh hơn, hoặc bên đầu này mình ấn nhẹ hơn thì nó ra cái mối hàn không cân. Chứ còn mọi người cứ bảo là do cái lò xo này nó chỉ một phần nào đấy, còn do tay mình tì các bác nhé, đâm ra là mình chế cái này nó không cân. Như làm bằng trục Z ấy, thì nó đi lên xuống thế này này thì nó cân, thì cái mối hàn nó ra nó sẽ đẹp hơn. Chứ mình điều khiển bằng tay thế này thì còn tùy thuộc vào cái lực tay mình đặt xuống, với tùy thuộc theo cái khả năng mình giữ thăng bằng với nó, chứ không phải là khi mình ấn thì dẫn được bên nặng sẽ bên nặng bên nhẹ. Đấy. Cái này nó kẹt thì các bác tra thêm dầu, thêm cho nó ít dầu vào đây. Em cho là cái 7. Còn đây là pin của em đây. Pin này thì có rất nhiều loại nhé. Pin đẻo cũng có mà pin này cũng có. Ngày xưa thì chả biết, đi mua toàn đi mua pin cũ, nhưng mà khuyên các bác là không nên mua nhé. Thật ra thì giá cả bây giờ nó chênh lệch nó cũng không nhiều đâu. Bởi vì mình mua những cái loại cứ ham rẻ, mua loại pin cũ dùng được một thời gian này nó hỏng. Còn đây pin này thì em bóc ở trong nhìn thấy thì bảo là pin Sony, nhưng mà em chả nhìn thấy chữ Sony nó chỗ nào nhá. Đây thông số của nó đây này, chả biết nó là pin gì vì em cũng không sành với cái món này, nhưng mà đây là em chế cháo là để nghịch ngợm thôi. Pin này thì em tháo trong laptop đấy. Tháo trong quả pin laptop ấy. Nó cũng quả có quả được quả không.
Còn đây một loại cái pin này này, chả có thông số kỹ thuật, pin này pin đẻo nhé. Pin này lấy ở trong cái đồ chơi của trẻ con ấy, nó có cái quả pin cái trong cái quạt của trẻ con, nó có quả là pin này, nó nhẹ hơn so với tất cả. Nếu mà so với những cái quả pin pin này cũng đã chứ phải là pin này đã là pin đẻo rồi, nhưng quả này nó còn đẻo hơn, nó nhẹ tầm tọt các bác. Đấy. Pin này thì này em bóc vào trong cái máy bắn bu lông nhá. Đấy. Còn đây pin này này bác này, pin này là pin Samsung nặng trình trịch luôn. Đây pin này pin mới đét nhé, nhưng do là em mới đầu làm chưa được ấy nên là em phải bóc ra, đợi mua cái cân bằng pin xe pin này về xong bắt đầu mới đóng lại. Pin rõ mới nhưng mà do mình không mình mới làm, mình chưa biết làm nên là nó không được ấy lắm, là phải bóc ra đây này. Còn bảo hành nguyên này các bác này. Đấy, ngày mùng 8 tháng 7 này, 2021 này. Đấy. Em mua của shop này này. Pin chính hãng, chất lượng ấy, còn đo thì thấy pin này ngon lắm. Nó dán mác, bây giờ thì hàng giả hàng thật thì không thể không tài nào biết được. Nó giống nhau như đúc, cái vỏ này họ đã làm được mà. Họ đặt màu gì, đặt như thế nào trên in tem mã này thì họ làm được hết nhé. Cái này thì không khẳng định được là tốt hay xấu hay là như thế nào đâu, nên là không thể đoán được. Còn đây là còn pin em bóc máy với là lấy trong cục sạc dự phòng, nhưng mà cái này nó do là chưa chuẩn bị được hết máy móc nên là nó không 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 cân ấy được, nó không cân. Còn pin này cũng pin tháo máy này, hơn 400.000 em mua năm ngoái này, hơn 400.000 một, hơn 400.000 là 30 quả. Nhưng nó thật là để mà áp dụng vào cái gì thì khó lắm, bởi vì pin cũ này nó đã sử dụng rồi thì lúc mình dùng nó cũng chả được mấy, nên các bác mà cái pin đi sen các bác bỏ ra, nếu mà đóng 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 pin hoặc là đóng cho máy khoan hoặc là sử dụng pin sạc dự phòng ấy, mà muốn lâu thì tốt nhất là mua mới nhé. Pin thì có nhiều loại lắm, dòng xả cao thì cái dòng xả cao thì cái ấy nó khác nhé, nó nhỏ nhé. Đây này, cái dòng xả cao thì nó chỉ có 2.000 ampe thôi, nhưng mà cái dòng xả thấp nhưng mà thì cái trữ lượng pin nó cực kỳ cao, dòng xả 10A này. Nghe nhà sản xuất này. Đây 28A này. Con này 2.800 mAh này, con này 2.000 này, nhưng đóng pin thì tầm 2.000 này là dùng thoải mái này. Nhưng mà cũng quan trọng là pin xịn, chứ còn pin những cái loại pin này, pin cò này đóng sau này về sẽ chết xeo. Còn bây giờ em sẽ đóng thử cho các bác xem. Đây là em tự nghịch thôi, không có người cầm máy nên là nó hơi khó. Đây em để 90 nhé, dòng 90 này, thời gian của nó là 0,1 giây nhé. Đấy, đây các bác xem. Đấy. Đấy. Đây mối hàn nó đây các bác nhé. Với máy mình tự làm thì hàn thế này là quá đẹp rồi. Còn ngấu thì các xem các bác trên mạng thì bảo là ngấu như thế nào, nhưng em thì giờ giật là sẽ đứt đấy luôn. Giật là sẽ đứt cái kẽm này luôn. Mà không nóng tí nào thì các bác nhé. Đấy, em chỉnh cái chế độ này thì cực kỳ tuyệt vời. Nếu các bác làm muốn chế ấy, thì nên chế cho mình một bộ để trong nhà thi thoảng nuôi ra nghịch thôi. Chứ còn kiếm tiền thì chưa biết có kiếm được không, nhưng mà cũng có cái để đam mê thì mang ra nghịch và chế cháo phục vụ gia đình thôi. Em thì em chế tổng tổng chi phí của cái này nó không cao.
Cái này tổng chi phí nó chỉ tầm, nếu mà mình tự làm thì chi phí nó chỉ tầm khoảng 700 quay đầu nha các bác nhé. Bởi vì em mua cái này là 230 nghìn này. Cục biến áp là 200 à, 187 nghìn này. Dây hàn này thì cũng tùy theo từng chỗ nhé các bác nhé. Còn kinh nghiệm thực tế thì các bác cũng phải xem tùy theo, ở trên mạng thì nó bày ra nhiều lắm, nhưng mà để ra được cái máy hàn nó sao cho nó phù hợp thì mình nên tìm hiểu ở trên 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 mạng. Có những cái có nhiều bác chia sẻ rất là xem bác Song Hoàng cái gì ở trên YouTube ấy, bác ấy nói về cái nguồn cuốn dây và cái xác định điện áp ra sao hàn cho nó phù hợp, và hàn cái điểm này nó không nóng này. Đấy. Em xem mấy bác ấy chỉ bảo à, các bác ấy, à, bác ấy dạy trên YouTube thì thấy rằng là nó rất là chuẩn nhé. Chà, em thì thời gian nó cũng dài rồi, em xin phép chào các bác nhé, em tắt để em nghịch tí đã.